Ok, chúng ta cũng đến với tựa game là Kabuto Sumo. Nói đến từ Kabuto thì các bạn có liên tưởng với cái gì không ạ? Đúng rồi, đối với các anh em Tokusatsu thì nó là Kamen Rider Kabuto. Obachan ko itteta. Ten no michi o iki. Subete o tsukasadoru otoko. Ore no na wa Tendo. Mình cực thích cái Jester của Kamen Rider Kabuto. Rồi thì xem cái hộp đã nhỉ. Cái hộp này nhìn trông rất là Nhật Bản, khá là đẹp, mình thích cái artwork này. Design Tony Miller, ông đấy phải người Nhật ta. Game này của boardgametable.com, 24 người chơi, 15 đến 20 phút. Nó nói qua đây rồi, chúng ta sẽ có một vài cái Kabuto Sumo ở đây. Đầu tiên là Mjolnir, đúng không? Là cái búa của Thor. Sisyphus là cái con, đây là con bộ hung rồi. Và nó tượng trưng cho cái ông thần mà lừa thần chết ấy, hai lần ấy. Cứ đẩy viên đá lên xong cái đá lại lăn xuống ấy. Là Sisyphus. Ampola Del Diablo. Diablo thì mình nhớ chỉ là một tựa game nó nói một quỷ Diablo. Sau này thì mình không rõ. Del, đây chắc là tên Tây Ban Nha. The Pepple Kamirite, đúng, Kamikaze nhỉ. The Great Metamorphosis. Metamorphosis thì nó có thể reference đến cái tựa truyện 177013. Mighty Zor Mike, ai biết nói mình với nhá. Cactus Jactor. Cactus thì là cái con không phải con mà là cái cây xương rồng. Đầu tiên này, nó sẽ có cái phần dẫn chơi đơn giản đúng không? Chọn một đấu sĩ, ok, tham gia cái vòng tròn. Và thứ ba là đẩy đối phương ra ngoài. Thì chắc đây là cái chơi đơn giản nhất, à, cái mục tiêu chiến thắng, đẩy đối phương ra ngoài cái vòng chơi. Và đó là cái hộp, chúng ta cùng đến với phần bên trong nhé. Rồi, các bạn có thể thấy là đầu tiên là cái hộp này nhìn nó cán mở, nó không bóng. Nên là đối với những người có máy cùi như mình cũng như là có hệ thống đèn nó kém ấy thì này rất là đẹp. Setup có như này thôi, rất là dễ. Dây cứng cũng cứng hơn là dây bình thường. Nên là cái catalog game thú vị, mình sẽ tìm và mình mua thêm. Nhưng mà mình thấy hay hơn ở đây, đấy chính là người ta giới thiệu mặt bản. Đấy, và mình có thể DIY bản của mình theo như thế này, thú vị đúng không ạ? Quick Start thì để cho các bạn muốn chơi cái game này mà nó đỡ phải đọc nhiều ấy thì các bạn sẽ dùng cái Quick Start này cũng được. Như đây thì có là cái đồ vật này, thẻ chức năng này, luật đơn giản này, setup cái bàn chơi này, hai người như nào, ba người như nào, bốn người như nào. Bắt đầu trò chơi này, nhặt đồ rơi này, đẩy đối phương ra khỏi bàn chơi thắng, còn hết mảnh thì thua. Mình nghĩ là mình đọc xong cái này mình để chơi được rồi. Rồi, chúng đến với Covenant. Đây là cái để làm cái khung bàn chơi. Nó theo kiểu là cái cây gỗ ấy. Đấy, thì nó sẽ là gọi là cuộn tròn. Đây, đây cũng là cái như vậy. Cái này thì chắc là dùng để làm cái bệ đỡ để mình đẩy vào cái lên đấu trường. Cái này thì dùng để đánh dấu là của người chơi nào thôi, không có gì cả. Đây là bàn đấu, cực kỳ dày. Xem là dày bao nhiêu đây. Dày tầm 0.4mm. À không phải, 0.4cm là 4mm ạ. Rất dày. Đây là thẻ chức năng của nhân vật. Nguyên chia, thôi bóc bóc kỹ nha. Ok. Rồi, thứ nhất là đã có bo góc đầy đủ. Thứ hai là thẻ không dày lắm nhưng mà nó cứng. Cái giấy này theo mình nhìn đây là giấy vân. Rồi thì đây là các thông tin này, starting inventory. Đây là luật chơi đơn giản. Đây, đây là hộp component, nó là túi zip bên trong một số mỏng rồi. Thì đây là bốn cái đấu sĩ. Cái thẻ này hay là cái token này dùng để đánh dấu là của ai, còn cái này là dùng để lên bàn đấu. Đây là những cái cục gọi là cục lượng đi, nó dễ. Đấy, đây là các cái skill của các con bọ. Tương tự đây cũng vậy, đây không phải, đây là kiểu năng lượng to, đây cũng là skill của bọ. Đây là cục năng lượng nhỡ. Cái thứ này rất là xong rồi, mình lại nhập vào một cất đi thôi. Theo mình thấy thì cái tựa game này nếu mà mua với giá tầm 1 củ và thêm XP vào là tầm thêm 550 nữa. Nó cũng đáng giá hơn rất nhiều tựa game mua về chỉ có không khí thôi đó. Và đấy là toàn bộ những gì có trong bộ Kabuto Sumo. Đầu tiên thì nó sẽ setup, đây là cái bàn đấu. Thứ hai, đây là cái mà mọi người dùng để đẩy, hoặc là đẩy skill hay để một cái object nào đấy vào trong cái bàn đấu này. Chúng ta sẽ có mấy cái biểu tượng này để đánh dấu được là quân nào của ai. Tương tự với những cái biểu tượng đấy là những cái hình bằng gỗ như thế này. Ngoài ra nó sẽ có mấy cái khối tròn như thế này. Thì đây là khối to, đúng không? Đây là khối bình thường, khối trung bình.
đây là hồi to, nó có 5 cái thôi, hồi bé. Ở đây là các khối skill, khối kỹ năng. Ngoài ra thì tất nhiên là mỗi người chơi sẽ được chọn một cái đấu sĩ rồi. Các bạn sẽ chọn đấu sĩ và các bạn sẽ chơi và đấu sĩ đó. Mỗi đấu sĩ sẽ có các thông tin như sau. Ví dụ như này, đầu tiên là đây là thẻ Junior League Card. Còn đây nó gọi là thẻ Wrestle Card. Thì theo mình thấy cái thẻ Junior League Card này nó dùng cho những bạn nào mà kiểu mới chơi á. Đấy. Còn cái thẻ này bên Wrestle Card này thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn nào mà kiểu chơi lâu rồi, thích những cái khó. Thì mình dùng cái bên Wrestler Card nhé. Bây giờ ấy, thì mỗi người chơi sẽ chọn một này. Game này sẽ chơi từ 2 đến 4 người chơi. Và nó sẽ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút một ván. Chẳng hạn như là mình chọn này. Khi mà mình chọn một cái đấu sĩ ấy, thì nó sẽ có thông tin sau. Thứ nhất là cái hồng hồng đi kèm này. Ở đây ghi nhá. Thứ hai là nó có skill này. Skill này. Và điều kiện kích hoạt như thế nào. Ví dụ như đây là trả hai cái gì đây. Hai cái S. Cái này cho đối phương. Và sẽ lấy được cái này để vào trong cái khoảng đồ của mình. Để mình làm. Vậy thôi. Rất đơn giản phải không nào. Tiếp đến chúng ta sẽ setup. Đối với hai người chơi thì thôi mình sẽ cho các bạn xem ảnh cho nó dễ. Đây, nó sẽ là khó đúng không? Đối với hai người chơi chúng ta sẽ setup như thế này. Khó tả. Với ba người chơi chúng ta setup như thế này. Và với bốn người chơi thì như thế này. Chia thành hai team. Rồi, bắt đầu tiếp nào. Với hai người chơi đây thì các bạn sẽ có những cái mảnh như thế này. Hai người thì là sẽ hai mảnh võ sĩ đồ vật này. Ba người là ba mảnh, bốn người là bốn mảnh. Đĩa to thì luôn là ba. Các bạn thể nhìn thấy này. Đĩa bình thường, đĩa trung bình thì là 8, 10, 6. Và đĩa nhỏ là 14, 12, 14. Tiếp theo là cái kho đồ của người chơi. Thì đối với một đấu một mỗi người chỉ có một cái đĩa trung bình và hai cái đĩa nhỏ. Đối với ba người chơi thì những người đi đầu ấy, người đi thứ nhất, người thứ hai sẽ có một cái đĩa trung bình. Riêng người đi thứ ba thì được hai đĩa trung bình. Và đối với bốn người chơi thì cả một phe sẽ có một đĩa trung bình và hai đĩa nhỏ. Ví dụ như mình setup cho hai người chơi đi. Và tất nhiên đây là bàn đấu cho hai người chơi nhìn từ phía trên xuống. Đơn giản không nào? Hãy nên nhớ rằng là khi mà các bạn setup này xong ấy thì chúng ta chỉ bắt đầu với những cái đĩa vừa và đĩa nhỏ trong cái kho đồ thôi nhá. Còn cái mảnh tuyệt chiêu ấy thì các bạn chưa được lấy đâu. Bắt đầu trò chơi. Trong lượt của một người, người chơi sẽ lấy một cái mảnh ở trong kho đồ của mình. Ví dụ trong kho đồ của mình có một đĩa to vừa và hai đĩa nhỏ như này, thì mình sẽ đẩy một đĩa vào sao cho mà nó đi theo đường thẳng, chứ không phải đi ra nhanh như này, là đi thẳng vào, đẩy thẳng vào, đẩy đến khi nào mà cái đĩa này nó đi hết được khỏi cái bệ phóng. Ok, mình đẩy này. Ok, vậy là xong. Thế là xong lượt của mình. Những cái miếng nào mà nó rơi khỏi cái bàn đấu này ấy, thì nó sẽ thuộc về mình và thuộc kho đồ của mình sở hữu. Đấy. Nên nhớ là những cái miếng nào mà tự nhiên nó rơi xuống mà không phải tôi đẩy ấy, thì sẽ không được tính vào kho đồ của mình hay là của đối phương nhé. Và những cái miếng rơi ra này mình sẽ để vào trong cái hộp để khi nào cần để lấy ra. Cái chơi rất đơn giản như vậy thôi. Đối với game mà đối kháng ấy, thì khi mà kho đồ của các bạn có 6 cái viên xanh này hay là gọi là viên nhỏ đi, thì nó sẽ trả hai viên vào thùng và lấy một viên nhỡ bình thường. Ok. Game sẽ kết thúc khi mà quân của đối phương đây bị đẩy ra khỏi bàn chơi. Nếu mà bạn tự đẩy quân của mình ra khỏi bàn chơi thì bạn cũng thua. Trường hợp tiếp theo đấy là khi mà một người chơi hết toàn bộ những cái mảnh này ở trong kho đồ và họ không thể đi được bước tiếp theo thì họ cũng sẽ thua. Và đó là toàn bộ cách chơi của tựa game Kabuto Sumo. Chúng ta cùng xem nhé. Đây là bản mở rộng của Kabuto Sumo. Insect All Star. Như hình đây thì có thể là 4 con insect. Xem nó có thêm cho ai chơi không nhé. Không có thông tin gì thêm. Tức là vẫn chỉ có tối đa 4 người chơi thôi. Ở đây 8 wrestler, 8 đồ vật. Ồ, và nó là một cái hộp rất là đơn giản hơn. Chúng ta cùng ăn bóc nào. Ây à, không được rồi. Mình vừa làm gì đánh sai sai rồi. Để mình kiểm tra lại xem nào. Ok, và mình đã cắt được xong. Bây giờ mình sẽ xé cái seal này ra. Mình xé một nửa được không nhỉ? Ok, đây rồi. Phần 1 thì mình đã nói rồi. Phần 1 thì cái phần hộp nó rất là chắc chắn. Tuy nhiên phần 2 thì mặc dù cái hộp nó là của AP thật nhưng mà nó lại mỏng quá. Đấy, nếu mà nó làm cái hộp kiểu kia nữa thì sẽ rất là đẹp giống Mysterium. Bởi vì cái giá mở rộng nó tầm 500 mà, đâu có rẻ hơn đâu. Hy vọng là tốt hơn ở lượt sau. Chứ còn như này nếu mà cất ra cất vào nhiều nó nát hết. Do mình bất cẩn nên là cái nó bị móp như này rồi. Chúng ta cùng xem thành phần bên trong. Đấy, như này mở ra không để ý xong còn rách cả cái khu bên trên này cơ. Đây là các lá bài đồ vật mới. Tương tự cái cũ. Đây là các skill của đôi vật mới. Và những cái này đều là gỗ thì phải. Gỗ. Vậy thôi. Hết rồi. Mở ra là gì đúng không? Mình chưa phân tích được gì thêm cả. Nên là mở ra cũng như không á. Đó là những cái gì có trong cái phần mở rộng Insect All Star. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
ở video sau nhé. Bye.